thưa quý vị bệnh tai chân miệng là một trong những bệnh thường xuất hiện nhiều nhất ở môi trường học đường đặc biệt là bậc mầm non mẫu giáo Vì vậy công tác phòng chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ trường mầm non dĩnh tế luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phòng bệnh bảo vệ sức khỏe cho trẻ năm học 2023-2024 trường mầm non dĩnh tế có 7 lớp và 197 trẻ Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Để phòng chống bệnh tay chân miệng, nhà trường xác định rõ bước vào năm học mới cũng là thời điểm giao mùa. Thời tiết diễn biến thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm phát triển, trong đó có bệnh tay chân miệng nên ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt nội dung chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo, kế hoạch phòng chống dịch bệnh tay chân miệng của ngành y tế đến toàn bộ cán bộ, giáo viên. Trường mầm non Dĩnh Tế chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng. Ngoài việc đảm bảo cho các bé một môi trường vui tươi, học tập an toàn, nhà trường còn chú trọng đến việc thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, mặt bàn, ghế, sàn nhà, bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Giao giờ đón trẻ buổi sáng, các giáo viên kiểm tra nhanh các bé có dấu hiệu của bệnh tay chân miệng như sốt, xuất hiện nốt phỏng ở bàn tay, bàn chân hay không bên cạnh đó nhà trường còn tăng cường tuyên truyền cách phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ cho phụ huynh thông qua các buổi đưa đón trẻ khuyến cáo phụ huynh cho trẻ ở nhà khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để tránh lây lan dịch bệnh trong nhà trường mỗi giáo viên phụ trách lớp vừa dạy vừa chăm sóc trẻ và đặc biệt quan tâm theo dõi sức khỏe của trẻ trong quá trình trẻ đến lớp ngoài ra tùy vào đặc điểm lứa tuổi của các cháu giáo viên nhà trường còn có những hình thức khác nhau để tổ chức phổ biến những kiến thức về tác hại của bệnh tay chân miệng cũng như cách phòng tránh một cách phù hợp cho các cháu và hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng yêu cầu trẻ thực hiện sau khi đi vệ sinh sau các giờ vui chơi ngoài trời và trước các bữa ăn dạy trẻ kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân, sau đó cho trẻ thực hành để hiểu rõ hơn. Đây là một trong những hoạt động quan trọng góp phần phòng chống ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tay chân miệng. Tôi là giáo viên dạy lớp thì tôi cũng đã áp dụng đúng các biện pháp biện pháp để mà phòng ngừa dịch bệnh tay chân miệng cho trẻ ở lớp mình phụ trách như là về việc thường xuyên giữ cho lớp mình luôn sạch sẽ rồi vệ sinh đồ chơi của trẻ hàng tuần bằng dung dịch sát khuẩn. À, ngoài ra tôi thường xuyên nhắc nhở trẻ là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, rồi tuyên truyền đến phụ huynh là cách phòng ngừa dịch bệnh tay chân miệng cho trẻ tại trường và cũng đồng thời là theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ hàng ngày để mà đừng có biện pháp xử lý kịp thời nếu mà khi mà phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh. Nhà trường có thực hiện bán trú nên việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Từ việc lựa chọn nguồn cung cấp thực phẩm, quy cách chế biến, luôn đảm bảo đúng quy trình, hợp vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng, dụng cụ ăn uống cho trẻ được tiệt trùng trước khi sử dụng. Khi chế biến, các nhân viên tuân thủ các quy tắc về vệ sinh, khu vực chế biến được sắp xếp hợp lý. Đồng thời nhà trường còn chú trọng đến chất lượng bữa ăn cho các em nhằm nâng cao sức đề kháng, giúp trẻ phòng chống được bệnh tay chân miệng và những căn bệnh nguy hiểm khác ngoài ra trường mầm non dĩnh tế luôn tuyên truyền phổ biến kịp thời các văn bản quy định của nhà nước về công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hợp hội đồng nhà trường tích cực tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ đảm bảo trẻ được vệ sinh cá nhân một cách sạch sẽ có môi trường vui chơi học tập đảm bảo vệ sinh cả ở trong nhà trường và gia đình ngoài làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường trường mầm non Dĩnh Tế phối hợp chặt chẽ với trạm y tế nhân viên y tế học đường luôn kiểm tra và theo dõi sức khỏe của trẻ chủ động phát hiện khi có các trường hợp sốt và xuất hiện dịch lét ở miệng phỏng nước ở lòng bàn chân để thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường thì trước tiên là nhà trường trang bị lại cái kiến thức cho giáo viên về cái công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay như là dịch bệnh tay chân miệng về cái công tác phối hợp với phụ huynh thì tiến hành tuyên truyền vào những cái buổi đón trẻ trả trẻ qua nhiều cái hình thức là bản truyền thông và phát thanh học đường cũng như là tờ rơi tờ bướm về đối với trẻ thì giáo viên chủ động thực hiện các biện pháp dạy trẻ kỹ năng rửa tay rồi cho trẻ tự kiểm tra cái cá nhân của trẻ để đảm bảo cái về vệ sinh cá nhân cho trẻ về các hoạt động của lớp thì các cô cũng chủ động để mà tổ chức các hoạt động như dạy trẻ các bước rửa tay thường xuyên nè rồi tạo cho cái môi trường cho trẻ thực hiện chung với các cô là về tổng vệ sinh trường lớp rửa vệ sinh đồ dùng cá nhân của trẻ ở lớp và thực hiện tốt các công tác thường xuyên phối hợp với trạm y tế cũng như là gia đình để trong các công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh khác trong trường được đạt hiệu quả cao hơn bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt đau họng tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gói, mông. Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế lây lan. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, bên cạnh các biện pháp vệ sinh phòng bệnh của nhà trường, các bậc phụ huynh cần quan tâm giữ vệ sinh cho trẻ, khi trẻ sốt, chán ăn, đau họng và nổi bóng nước ở lòng bàn chân hoặc bàn tay hoặc ở miệng thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, đặc biệt là không đưa trẻ đến trường.